chào anh em. Hôm nay mình làm clip này là để quảng cáo một cái dòng chim mà tất cả mọi người hôm nay đang hỏi mình là anh Quý ơi, có con chim nào mà là hót tối ngày sáng đêm mở ra là hót, hoặc là có những con là con chim hót xè đến nay mà xè nguyên ngày lúc nào cũng xè hết. Và hôm nay là em có một cái siêu phẩm rất là một siêu phẩm rất là tốt, là một chú họa mi là hót tối ngày sáng đêm, ngày nào cũng hót cả đó. Và cái nữa là xè đến ngang rất là tốt, là chú chim này là thuần tuyệt đối, thuần 100%, rất là dạng nha. Hôm nay là đây là chú chim em mà giới thiệu với anh em, đây là con chim em giới thiệu với anh em, rất là dạng, anh em thấy không? Đây là con chim em giới thiệu với tất cả anh em. Đây. Ưu điểm của chú chim này là không tật lỗi, ưu điểm là không tật lỗi và hót đảo giọng liên tục tối ngày sớm đêm. Nhưng mà với điều kiện là để mà mình cái công cụ mà hỗ trợ kích lửa tốt nhất cho cái chú chim này là chúng ta phải có thêm một cái này nữa. Đây là cái cục này là cái cục công cụ đi kích lửa cho chú chim của chúng ta hót tối ngày sớm đêm. Với những trường hợp là đôi khi là nắng mưa thất thường rồi làm đứt đường dây điện rồi kia chúng ta không có điện đó, thì chúng ta dùng cái cục này để kích lửa cho chú chim của chúng ta đó. Đó là một cái ưu điểm. Và cái ưu điểm thứ hai nữa là chú chim của chúng ta nuôi thì cũng không cần phải dọn phân, tại vì nó đi phân ra xong rồi nó ăn vô lại luôn đó, là nó cũng không cần phải uống nước và cũng không cần phải phơi nắng hay là tắm gì cả. Tắm nước là con chim nó bệnh nó hư nha. Đó là cái khuyết điểm của chú chim này, là chúng ta không tắm đó, chứ chúng ta cứ để như vậy rồi cho hót tối ngày sáng đêm thôi đó. Ngoài ra là chú chim này nó có thể tự đổi qua cái nhiều cái chất giọng khác, ví dụ là nó hót hết bài này rồi nó có thể hót qua những cái bài chim chích chè lửa, chích chè than, hay là một số dòng chim hót khác, có thể nó chảy qua tiếng con chim mái nó hót vẫn được luôn. Đấy. Có một số bạn là nuôi chim là thấy là hơi rắc rối về cái vấn đề mà chăm sóc chim, là phơi nắng hoặc là mình thay phân dọn vệ sinh cho chim, mà để phân ở trong lồng nó rất là cao, nó lên phân chất thành núi lên tới cầu đó. Đó, nhưng như thế là nhìn nó rất là hôi và nhìn nó mất thẩm mỹ, rất là tội nghiệp cái chú chim đó. Hôm nay em ra cái siêu phẩm này là anh em có thể chơi chú chim này mà cũng không cần phải làm vệ sinh. Giá của em này em đang bán hiện tại là 7 triệu, và em được tặng thêm cái thiết bị kích lửa này nữa cho anh em chơi nè. Giá em bán là 7 triệu, bao chơi ở mọi địa hình, bao cầm lòng hót, bao đi vàng, bao tất cả mọi thứ hết, bao xè đến ngang nguyên ngày, xè nguyên ngày luôn, lúc nào cũng xè, sáng trưa chiều tối xè hết đó. Hót tối ngày sáng đêm, bao ép ở mọi địa hình đó. Nó rất là dạng nha anh em, chú chim mình rất là dạng đó. Rất là dạng, gờ gãi đồ là bình thường, quét qua quét lại là bình thường, không sao hết. Tại vì khi mà nuôi chim, cái khó khăn của anh em là anh em phải chăm sóc đó. Mình bỏ công sức ra để mình chăm sóc một chú chim mà để cho nó hót thì nó rất là lâu và đòi hỏi cho nhiều ngày và phải có kiên nhẫn. Đối với những anh em mà mình không có được đam mê và kiên nhẫn hay là sau đó thì anh em có thể liên hệ mình. Mình liên hệ với Quý có thể chia sẻ lại chú chim này cho anh em về chơi ha. Mình còn một con 37 triệu nữa, con chim 37 triệu thì nó hót tương đối rất là tốt, màn hình của nó là màn hình full HD luôn, rất là đẹp đó. Màn hình mà mình coi con chim nó là full HD luôn, ai cần thì liên hệ mình khổ quá chia lại luôn đó. Các bạn thấy không, nó hót và đảo giọng nghe rất là hay, hót tối ngày sáng đêm. Anh em nào mà có cần những chú chim như thế này thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại ở trên kênh của mình đã có. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video khác.